Đây nhá, nói một lần, cố nghe mà hiểu đây này. Khách mà vào thì hỏi khách là cần mua cái gì. Khách mà im lặng thì phải chủ động hỏi khách các kiểu vào. Dạ. Đây nhá, hôm này là hóa mỹ phẩm, tẩy da chết, sữa rửa mặt. Hóa mỹ phẩm xong rồi cái kiểu gì? Cái gì ạ? Cái này 650. Cái này 380. Bao nhiêu? Tập trung đi em ơi. Ơ mấy đứa, sao không phiêu đồ vào để kệ trống thế này? À dạ, dạ em chào anh, em phiêu đồ ngay đây ạ. Con bé này chị nói rồi, hàng bán chạy lắm, phải để ý mà thêm đồ với chứ. Ơ nhưng mà chị chưa nói với em ạ. Mấy cái sản phẩm Donald Boss này ở Tuyết bên Hàn, khách muốn mua thì mất công lắm. Bây giờ các năm mát tiện hơn nhiều, mà đang có chương trình mua một tặng một nữa. Để ý thông tin và tư vấn cho khách biết chưa? Thông tin gì ạ? Nope. Mua một bộ găng hắc sâm đông trùng, tặng một mặt nạ tinh chất trị giá 200.000. Mua một tinh chất hồng sâm 1136, tặng một chấm Google trị giá 450.000. Mua một tinh chất sâm đuối 110, tặng một đặc thư sâm tròn trị giá 500.000. Mua một tinh chất đông trùng hạ thảo Codinai, tặng một tinh dầu thông đỏ pha sông trị giá 950.000. Đã nhớ chưa? Nhớ gì mà nhớ, như này thì làm việc cái gì nữa? Nghỉ việc đi, nghỉ việc. Còn đúng cái nịt thôi.